Ta có theo con dễ bằng bằng vậy đá này bằng ôn đọc ở ba phù con đang cho ba ha tha năng bờ sa miên rụp kiếp ở bút kêu pra thăng xa chẳng on đang bán như mến chỉ phát tạc cam tê cứ ca tạc phơ rọt phở ha hay nó không còn một cái mình bạc ca mình nó na cái hiện tạc phơ rọt phở ha tê thì tạc phơ ạ hăng xa cái tiêm tia tái đó ai rọt thai bác đọc luôn trên PCLV còn tại nó không xa ni tiết cứ quạt bán lực tầm cao quạt lực tầm cao tha dụ vụ chôn đã cho luôn đằng ngon cứ chỉ nét na chiết hai à vốt hát nà đáp ở chỗ ban à vốt hát để băng từ lơ phải chia po rót đây để té rư còn để kê màu chế à năng thở chuột câu đáp như ở chỗ ban tìm môn quạt quan tro hồn sai quạt quan tro hồn sai tha ô sập đạch để cho say na cua xa tại cô hôn đây vậy đó à lâu đi con sóc xong bây giờ đây là một hát kê tha ác miên con trô là nam mà nè nó thế chứ bác là chứ bác nè mơ clip nâng đặt clip nâng hỏi chứ bác kê con trô phải chia bỏ rồi con trô phải chia bỏ rồi con cặp bông tài chạc xài ai chẳng còn lương chất chất còn mình ai miên làm phương hàng xa thế có còn tay bờ sân chia nhẹ na vô cặp lương tập bánh kháng phê âm à có bánh kháng phê âm bà bánh cột bánh với nhà nó về thầu đền chân là bánh hàng nào còn cái bánh với đây nó có đâm nữa cho bà thấy cột chân nhà xa nó tàu hôn phèn đây trên phi màu chỗ na cả đâu chả bánh hàng cột cột bánh với nhà là na đây mình sẽ lạnh thật đấy nhỉ là na đây mình sẽ lạnh và tê chiết nè chân ấy xa nó ấy cột cặp phong tay nấu lọc cả đá lại quạt cầm phong tè rong chạm mưa bất tất cả ngày sai sa ta bất tất cả ngày sai đi về tàu ruồi rư mưa rư có mình ruồi hai cầm xuôi cầm đau nè na chết cầm phong tè cả là dùng chân na chết cầm phong tè phục cái chỗ khăng chân thang ca ách phải phù ban mà phải buồn mau lơ mà phải buồn mau ắt miên chạm tàu đau chín năm cầu như bom ôn là chập đam tuổi tốc ắt chọp thế mà tam để nhom chô crom chỉ tràn ក្រុមជាច្រើនចូលនៅក្នុងក្រុមស្ដាប់នៅក្នុងក្រុមរួមរួមដើម្បីជាតិឥឡូវបដូរមកក្រុមដាក់ទាំងខ្មែរហើយពីមុនមានក្រុមមួយទៀតគឺក្រុម No CLV គឺសមាជិកកើនឡើងរហូតឥឡូវហ្នឹងគឺក្រុមពីមុនមករួមរួមដើម្បីជាតិហ្នឹងគឺវាជាង 20,000 នាក់ដល់តែពេលអាខាង owner ហ្នឹងវាប្រហែលជាលក់ក្បាលលក់ក្បាលហើយហ៊ុនសែនគម្រាមហ៊ុនសែនកំរាមគ្រួសារគេហើយបង្ខំឲ្យលុយទៅគេអញ្ចឹងទៅក៏គេរំលាយក្រុមបងចៅអញ្ចឹងគេបង្កើតក្រុមថ្មីមួយទៀតដល់បង្កើតក្រុមថ្មីមួយទៀតឥឡូវហ្នឹងឡើងបាន 14,000 អ្នកជាងវិញហ่ะចិត្តបាន 20,000 ហ่ะឲ្យតាមមនុស្សនៅក្នុងក្រុមហ្នឹងហើយធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងបានគឺបានន័យថាវាជោគជ័យទៅហើយជោគជ័យទៅហើយអាហ្នឹងវាចាប់ដើមជ្រួលច្បាស់ហើយអត់ដែលមានព្រឹត្តិការណ៍អញ្ចឹងកើតឡើងអានេះព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺខ្លាំងជាងកាលពីរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅទៀតក៏តែសួរដល់កាលរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាហ្នឹងមេដឹកនាំនៅស្ងាត់តែនេះរឿងមហាជនរឿងប្រទេសជាតិទាំងអស់គ្នាបាទរឿងមហាជនវាអត់មានបុគ្គលណាជាប្រធានអញ្ចឹងហើយគេអត់គម្រាមគោលដៅដែលគេគម្រាមឲ្យប្រឈប់គឺអត់មានទេអត់បានទេព្រោះមហាជនយុវជនឡើងគ្រប់គ្នាទាំងអស់ចឹងមិនអានចេញមកបច្ច្រកណាទេហើយអ្វីដែលថាຕົកមិនបានយើងគេគិតថាយើងនាំគ្នាគិតថានៅក្នុងអារម្មណ៍របស់អស់លោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងគេថាគិតថាខ្លាចយើងនាំអ្នកខ្លាចចឹងយើងគិតថាមិនអាចធ្វើអីឈ្នះគេឃើញទៅឃើញតែមានការភ័យខ្លាចទាំងអស់គ្នាអ្នកគិតខុសហើយគិតខុសហើយរឿងនៅក្នុងក្រុមហ្នឹងគឺសិតតែអ្នកយុវជនក្លាហានគេហ៊ានស្ម័គ្រស្លាប់ហើយគឺគេមិនត្រឹមតែនៅក្នុងសត្វពួកយុវជនទេទោះបីតែក្មេងៗអត់ទាន់គ្រប់អាយុក៏មានការពុះកញ្ជ្រោលដែរចង់បានគឺចង់ចូលរួមហើយបញ្ហាវាពាក់ព័ន្ធនេះច្រើនគឺនឹងការរៀបផែនការរបស់ខាង23ដុល្លារផងដែរគឺគេសង្ងំនាំគ្នារៀបហើយពេលនេះស្ថានភាពពុំស្ទុះគឺគេត្រូវតែចូលហើយហើយក៏មានយុទ្ធសាស្ត្រដែលដាក់ចេញដែរតែមិនដឹងថាតើគេប្រើបានដោយ
chỗ chơi như thế thời xa tại ca bạc ca nâng trong cả ban cho rùm ao chìa mà sẽ giống báo lấy phố nhóm mìa chùm niên thang phát tạc cam này cho phát tạc cam nâng cứ thà về tụ xa cho hời chẳng thế phát tạc cam nâng cứ tục ở chóp ở xa tại vì mình ách rèn tục đôi chìa thơ môn môn này ta lưu biết cứ dân bạc ca ao bom ô để cho rùm tạc phát tạc cam nâng dù cho nên nâng cứ chỉ một tô mau ta mà đã khai mau cúp cho tạc nó cứ lớn này mau tâu đầu ngày nâng môn nâng bàn hay lớn chạp bị dục môn tam phô miễn nó chạp bị dục nâng tâu hay chế sở ra cho thật bật rồi hay thật ngay múc ai phải chôm nâng cá bật công thật mù hay bởi thân chế sở ra cho bom ôn lai một tô lan phát áp lộ mò ai cực bẹp giang lai mò chôn thì không nông bình cứ việc cắt cá tê là cắt thứ cắt thật xe sở ra cho cắt lại nát xe lại nâng cắt lại nát xe lại nâng kẹn thật ốc thì không nông bình thơ ạ cá tê chẳng cả cá nam mà đô kẹn bộ kia dù tới tràn tàu cứ chôn bình chỉ trong phần bình nhân hai cái sập lê ở kia đạm mô sập lê ở kia cứ sập lê tét cứ rô kia tét rô kia chập đạm mù là mù kia công kia phòng vô chung bình nhân cho lá đó là bên bàn kia cầm thông hai cứ chập sập lê vô mong tét bàn kia là bình phá lâu hai chập đạm phải kiếm kia đọc luôn trên PCLV như ngay chân tế bánh hà nâng cứ chả xa nà một trái nâng việc đọc luôn mà ta kết việc đọc luôn mà xếp khót ở bán này khót cả lấy ná cứ xếp cả lấy nâng khót cả lấy ná xếp cả lấy nâng kèng lấy nâng xa ra cho cứ kèng bình chì công không bình ấy cứ mà nó chạp đàm mà chiến chạp đàm chọc đá trên đấu nó kiếm chia vô thầy mà đòn sẽ còn tha chùm hiên bố mà lâu cục bông tật bất túc lăng mên tế nó cứ chả ra nâng bà ai cũng ơi chạm vô xong nè say con thia thà ta hay ấy ban kia nè say vô khơi nhàng mạch đá trong phu cà phê như bao lâu sau sạc hàm bánh mì nhí thì muối hai thà ta hay ấy ban kia rót thà thịt bá cái khoản là sna xong đo CLV nó ở trên hả còn xong sna đo CLV sao để luôn ăn thà thơ đâm bay phải chia phở rót chả là bảo phải chia phần rót hộp mơn nè cái mình con tro cái mình pin chết phô cái khai cái khơi rụp hiệp chạy sang nâng snake đôi chỉ pa nhà ha đây sai sẽ bị ta cắt ao yun ca sừng nhê cho hạt lệ tha bằng pin mình thèm nơ lơ sự thị sừng nhà năm pi phần pram nó đại tôi bị mà đây cái prom pin san được hiệp thì trong paris có đôi chia khóc phía rốt là thông mà nó nhây bởi trên nà chạc cam bởi chía để phương ôi à cách phương riêng môn là cái rìa co hai xe bởi rùa làng vinh thưa là bắt bóng đèn chắc bắt bóng cọc tàu bắt bóng đèn đây cam bởi chía cao bởi xe xe nhắn ạ chẳng ạ ta là xe vô là nà đây thì phương rạch thạc bán này hai bởi sân chìa cam bởi chía và to đôi ở ngày nhì việc lẽ nó không nông khảo mà nà này cùng dùn ta cả chi chạp bóng ôn đôi rôn tục đôi cam bởi chía cao ta dẫn mạch xong là xe chui bị chênh cho qua lại bàn cho anh thích bà xong chơi xong học con cha học con lục bàn chân scream cha chỉ một thăm đi kiếm con kia xong ra thôi một cung cung một cha prop ông đừng xong chỉ một số tập bóng ôn cho luôn chết mai để lấy nó tên mình gặp cái cha xem ra bài hà rừng cầm rồng CLV cha đời xa tài dương mưa khơi nhà để lục hồn sai quật mình vô prom đọc phí cầm rộng CLV khổ nông để bỏ chia bộ rốt chỉ trả chà mình tha dục của chân nơi khổ nông tế mình tha dục của chân nơi cầu kế cứ cực tư tí thì ngọt cứ còn mình dôn phổ rộng tự lưu cầm rộng áp phí vọt CLV như thế bộ quật vì lấy đi còn dôn còn chế đẹp chế bài cứ kéo tham hai chả ta rồi bỏ dốn cứ mù mút nó hai cứ đây sầm may rồi bỏ vía cứ vì ạc bỏ bóng cứ vì trong cực rộng ở Campuchia chúng hai bom bom chia bờ rót có than đường viêm viên mà hai nỉ phay tại đó prate Campuchia tầng mu cứ mình men tại buôn khai đường tới cứ mà phay pram khai trồng tầm đó hai bom bom chia bờ rót tham mai thời yul hay chia ba nè đôi Campuchia cầm sập ngày chẳng dương chia tham mai chun chia đầm dương luôn nơi cầm nàn cung một bom yul kiếp sủng cọt nè đời xa ta bà răng bàn cắt đây cắt sắt từ Campuchia ra ở Yun Cần Cạp
ប៉ុន្តែមិនត្រឹមតែយួនបិទសិទ្ធិសេរីភាពទេយួនបានលៀបយកទឹកដីកម្ពុជាក្រោមណាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមរងទុក្ខវេទនាគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់លក្ខណៈឲ្យជាពិសេសនោះគឺយើងដឹងហើយថាយួនពេលដែលវាចង់បានប្រទេសយើងមកកាន់កាប់ហើយវាចង់រំលាយជាតិសាសន៍ខ្មែរយើងឲ្យបាត់សាបសូន្យទៅលើទឹកដីកំណើតទៅទៀតអានឹងហើយបញ្ហានឹងហើយដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយុវជនឥឡូវនេះក៏យល់ក៏ជ្រាបសន្តានថោករបស់យួនគឺសាហាវចា៎ហើយយើងមើលឃើញថាដូចជាលោកហ៊ុនសែនគាត់មិនព្រមដកគម្រោង CLV ចេញដោយសារអ្វីបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរដឹងស្រាប់ហើយព្រោះគាត់រាល់ថ្ងៃនឹងមានដង្ហើមដកដោយសារឲ្យយួនឲ្យដកជឿគាត់ធ្វើអ្វីតម្រូវចិត្តយួនតែប៉ុណ្្នឹងឯងបើសិនជាគាត់ហ៊ានដកគម្រោង CLV មួយតើគ្រោះសាររបស់គាត់វាមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ត្រូវយន្តកាអាកោចោលក៏មិនដឹងផងអញ្ចឹងហើយគាត់ជំនះគាត់គម្រាមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយថ្មីថ្មីនេះគាត់បាននិយាយថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋណាយុវជនកំដៅហោះខ្សែបន្ទាត់ក្រហមណាដូចជនឧទាមក្រៅប្រទេសណាចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំសួរថារាល់ថ្ងៃនេះតើអ្នកណាដែលដើរហួសបន្ទាត់ក្រហមគឺលោកហ៊ុនសែននេះឯងព្រោះលោកហ៊ុនសែនដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាតំពាំងស្នងរសីយុគជននេះខ្លះគាត់មិនទាន់បានគ្រប់អាយុដូចលោកប៉ែនសែនសង្គ្រាមនិយាយផងគាត់ចេះឈឺឆ្អាលពីប្រទេសជាតិព្រោះយើងដឹងថាពេលដែលយួនកាន់ការផ្ហើយតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរវាអត់មានទូនាទីអត់មានគេហៅថាសិទ្ធិអីនៅក្នុងប្រទេសទៀតទេព្រោះយួនវាសាហាវវាមិនដែលចង់ធ្វើក្រមនារាទេហើយគាត់វាមិនចង់ឲ្យនារាដឹកចំហវាទេវាចូលកន្លែងណាគឺវាដឹកចំហគេកន្លែងហ្នឹងហើយយើងមើលឃើញប្រទេសកម្ពុជាសពថ្ងៃនេះសំបីមិនទាន់មានគម្រោង CLV ជាមួយយួនផងយួននៅពេញប្រទេសណាគឺ25ខេត្តក្រុងយួនមានធ្វើការនៅក្នុងសធុសំតោះនៅក្នុងក្រសួងស្ថាប័នមានស្នងយួនមានសាលារៀនយួនមានសមាគមយួនណាអានេះមិនទាន់មានគម្រោងអភិវឌ្ឍចេញចូលស្រាប់ច្បាប់ផងវាប៉ុណ្្នឹងតែហើយបើវាមានគម្រោងស្រាប់ច្បាប់វិញខ្ញុំថាប្រទេសកម្ពុជានឹងល្អិលចូលទៅដល់យួនកាន់កាប់ទាំងស្រុងអញ្ចឹងហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំសូមសរសើរហើយខ្ញុំសូមលើកចិត្តហើយខ្ញុំក៏សូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកំតក់ស្លឹកនៅការគម្រាមរបស់លោកសៅសុខាដូចជាឥឡូវនេះគឺគេហៅថា25ខេត្តក្រុងគ្រប់កន្លែងទាំងអស់គេត្រៀមណាគេត្រៀមកំភ្លើងគេត្រៀមកម្លាំងណាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចេញមកដើម្បីតាមចាំកម្រាប់កម្លាំងបដកម្មខ្ញុំចង់សួរទៅអស់លោកពេលដែលអស់លោកចូលធ្វើជាកងទ័ពណាធ្វើជាទាហានកងទ័ពទាហានមានកំភ្លើងមានអាវុធការពារមរណភាពទឹកដីការពារណាព្រំដែនមិនឲ្យជនភៀសពានចូលក្នុងប្រទេសទេមិនមែនដកកំភ្លើងមកដើម្បីបង្ក្រាបប្រជាពលរដ្ឋមកធ្វើសម្លុតសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋទេប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋឥឡូវនេះគេមិនខ្លាចទេណាគេអត់ខ្លាចទេបើសិនជាគេបណ្តោយឲ្យគ្រួសារតកោហ៊ុនជាជនក្បត់ជាតិណាដែលនៅបង្កអុកឡុកធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាត់ទឹកបាត់ដីណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររងទុក្ខដូចសពថ្ងៃនេះជាពលរដ្ឋខ្មែរគាត់មិននៅស្ងៀមសំទោសគាត់មិននៅស្ងៀមទៀតទេអញ្ចឹងគាត់មានតែក្រោកឡើងហើយកុំថាខ្ញុំថាគេតែអ្នកឯងមកជន់ឆ្នាំងបាយខ្ញុំមិនឲ្យខ្ញុំគ្មានឆ្នាំងដាំបាយខ្ញុំមិនឲ្យអ្នកឯងជន់ទេខ្ញុំនឹងងើបហើយជួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់ងើបហើយពេលនេះគាត់មិនខ្លាចទៀតទេគាត់មិនខ្លាចស្លាប់ទៀតទេហើយខ្ញុំចង់ផ្ដាំទៅដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធណាពេលដែលលោកអស់លោកត្រៀមអាវុធត្រៀមកំភ្លើងណាតើអស់លោកមានគិតពីឪពុកម្ដាយរបស់អស់លោកណាកូនចៅរបស់អស់លោកនៅកន្លែងណាខ្លះឬមួយអស់លោក
dục là nhà chỉ mua vua nó hay hay khi nhắm trong này dây tha p để on luôn móc cầm riêng rồi chia bộ rốt nữa tao on luôn miền cực từ ngày một để on tao on luôn miền cực đi ca để on luôn luôn nơi sọc ngày nữa rồi chia bộ rốt để con pro control khai bắt đây nữa cứ bắt đây để robot pro con và man nhẹ để con prata cam nữa viết tiếng đây tiếng on luôn nơi đó chứ on luôn thời từ kết bị cha là nát lại nâng hơi on luôn công tơ nghĩa tơ sát bờ sân chỉ on luôn chia bộ không ai phớt bỏ con nè mình than nước của xuống giật tha ban na thì mình tây thì hiên bộ liệt thì on luôn p để bom ôm chia bộ rót tơ phật cam on luôn tơ thì tầm lẹ cầm lưng cho ca pia phải chia bộ rót nè đồng bay ao phải chia bộ rót con cam phật cam đồng bay ôi đọc cầm rông xì al vi ni chênh chi bằng tuôn nó ngay nếp buôn khách ngay khai mà phê pram khách rung chân ôn lô bờ sân chia miên nhả na mùi tài lực ứng tư xâm lạp bờ chia bờ rốt thamay tờ tư bắt tờ cám nữa ảnh đi hơi cứ chia yuôn sát sát bằng cọp luôn chân ôn lô trâu tài lực cầm lưng tờ lơm nẹ đại bánh thamay này anh chân hay ôn lô công tư sát ná lô khôn sen bản to từ tiền chứ bọn ông lúc từ nghiệm mò phải chia bỏ rọt khmai vinh pro chia bỏ rọt khmai đôi khi nhóm khmai cam chia cam rồi khi nhóm miên đất đam ca chư trăm ca bắt bong chất sở đầy thiệp nè ca bắt à quay đầy luôn anh tự thua nè chân rương đi cứ chia rương chư chắp môi đầy dương mặt ai thua ban pro rọt ngay đi cam của chia cam p cổng công tài miên sọc ngay nít để thay rẻ xa và quay đây và phút xa 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 phía xa 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 mai nữa ta phải chia của rõ thay mai có trơ liếc bóng ông và màn hay có trơ bôi chia chỉ vứt chiếm rõ ông và màn hay ta mặt men yun chất lọ mặt men yun nó ao dương thua thì cứ dương không đấy luôn dương chân dân cầm tôn chi cầm đích đua tam đi tiếp dân chi mà chặt cái dân trư chi của luật dân thử đứng sức là bao dân thử đứng sức là bao dân thử ca pi ấy ti mua dân ca pi và tết chi là bao dân đôi chỉ dân ca pi cho năng bay là bao dân đôi khi dân ca pi và chi của luật ca pi con trai dân khai à cốt nó dân chẳng năng đi dân ở du ha chi không dân rong tục quê tình địa và phần năng bởi xin thì dân mình đây đua dân nó tập đẹp luôn hai dân mình ơi con trao dân thua ta là na có tự dây dân na hai dân nhóm bài chân na nhóm khơi giúp của chung giúp của tây bom ôm chịu một rốt không phải lén để quất pro control riêng cổng rong CLV để quất cổng phong tại tiêm tia rốt ngay nị từ chia một tận nặng phi mui để mình than lúc bên trong game nhóm từ trong bàn pro dương đăng tha bờ pê để dương bạch bong từng đây dương thử quý vị tình nghiệp này cha ở khi nhóm xôn cho rùi bọc đăng sẽ là lúc bên trần phim bạn ở phần trang ở đây phần chia đại bàn bỏ trai tiền ua đam co khi ở vây đàn của phong tạc ca lãng nâu đang đầy càng phụ dịch rõm có đồ chìa ở vây đàn của phong tạc ca lãng nâu khăn ông bởi chiên à chạc càng phụ chìa dương ni là ní cư dương của phong tạc chụp hàn ịp phây dàng sống bám rồi miền mê đất nõm sẽ cố lên công phong tại Anavod cố ca bỏ trong Hà Nội trong xong rùm lất bóng ôn tích tha à cầm rôn CLV năng nà vì chắc bắt nà vì mà rôi thịa rôi vì cứ chiếc phèn ca tổng ngắt đây ca lếp tức đây không ai tiền mũ mình men hướng à, mình men hướng à rương áp thị vọt ấy tê bóng ôn khơ nha áp thị vọt mấy bạn áp thị vọt vì chết tức này là bọc ôn mơ bật cả mơ à ai cả sai bọc ôn chôn từ mơ trong website này cứ bằng lào ltd ltp cái đã lào pds thread portal cứ say chiêm bật đi chạy cam bọc lào nâng bật đi chạy cam bọc lào nâng cứ kê ban chọc vì cách prom priêng nâng cái cho cái cách prom priêng nâng
កិច្ចព្រមព្រៀងនឹងហើយដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្មែរនឹងលាក់បាំងខ្មែរក៏ប៉ុន្តែយួនតែតាយួននៅយួនគឺវាបង្ហាញពីកំត្រារបស់វាហ្នឹងវាថាប្រហែលជាខ្មែរយើងអត់ដឹងឬមួយក៏អ្នកស្រាវជ្រាវរបស់យើងកូនខ្មែរយើងអត់មានការចាប់អារម្មណ៍ដល់លើនៅវាផ្ទុះខ្លាំងទៅបានខាងកនិថាសូហ្នឹងគឺគាត់បានដឹងខ្លះពីផែនការរបស់យួនពីផែនការរបស់យួនអំពីការចល័តពីការ